anh Vinh. Trân, chuyện không như em thấy đâu Trân. Tao cho mày ăn nhờ ở đậu nhà tao, mà ngày hôm nay mày dám giật chồng tao hả? Mày có tin là tao đánh chết mày không? Chị đánh tôi đi, quýnh luôn đứa con trong bụng của tôi đi. Mày trời ơi, giờ nghe anh nói nè, anh chỉ có một mình em thôi. Tại bữa đó anh say quá mà em đi công tác nữa, nên là anh chỉ có một lần thôi. Anh cũng là khốn mà. Anh, ăn nhau đi kìa. Thôi, được rồi. Em đút cho anh ăn nha. Thôi Trân mà thấy là lộ đó. Chỉ đi ra ngoài rồi, anh sợ gì chứ? Em đã nói với anh sao? Em đã nói với anh là em sẽ không làm phiền anh. Rồi em là giờ em làm vậy á, anh khó xử lắm. Tại em yêu anh chứ bộ. Em không thích thấy chị ta ở bên cạnh người em yêu. Anh coi nè, đứa con của mình á, nó đang lớn lên dần trong bụng của em á. Anh mà đối xử không tốt với em, rồi sao con nó lớn lên được khỏe mạnh, đúng không? Con, em có thai hả? Ừ, kết tinh của tình yêu tụi mình đó. Anh vui lắm đúng không? Anh Vinh! Trân, chuyện không như em thấy đâu Trân. Anh có biết suy nghĩ không vậy? Nó là em họ của em đó. Tôi với chị á, cách xa mấy đời, sợ cái gì mà trái luân thường đạo lý chứ. Anh nói cho chị biết chuyện tình cảm của hai đứa mình đi. Không, giờ nghe anh nói nè. Anh im. Con kia, tao cho mày ăn nhờ ở đậu nhà tao, mà ngày hôm nay mày dám giật chồng tao hả? Mày có tin là tao đánh chết mày không? Chị đánh tôi đi, quýnh luôn đứa con trong bụng của tôi đi. Mày mới nói cái gì? Chuyện quan trọng gì mà chị nghe không rõ hả? Tôi có con với anh Vinh rồi. Anh với chị á, mong chờ tin vui lâu lắm rồi đúng không? Chị không đẻ được, để em đẻ giùm cho. Trời ơi, giờ nghe anh nói nè, anh chỉ có một mình em thôi. Tại bữa đó anh say quá mà em đi công tác nữa, nên là anh chỉ có một lần thôi. Anh cũng là thằng khốn mà. Tất cả là tại cô. Tại cô quyến rũ tôi. Tại nó. Cô, tại sao cô xuất hiện ở đây phá nát gia đình của tôi? Trời ơi, em nghe anh nói đi vợ. Vợ, em nghe anh nói đi vợ. Anh không có vậy đâu vợ. Vợ. Anh, sao anh nhỏ nhẫn tâm bỏ đứa bé trong bụng em? Anh chối bỏ trách nhiệm đúng không? Em sẽ chết cho anh coi. Hôm nay tất cả sẽ chấm dứt ở đây. Mẹ ơi, cô nghe tôi nói nè, cô đang có thai đó, cô đừng có làm chuyện gì dại dột hết á. Tại chị mà anh chối bỏ mẹ con tôi, chị còn lên tiếng dạy đời tôi nữa hả? Mẹ con tôi có chết cũng sẽ ám theo chị cả đời này. Được, anh còn đứng đó làm gì nữa, chảy máu đâu kìa. Em định kiếm chuyện hoài vậy hả? Anh còn muốn em phải làm cái gì nữa hả? Đủ rồi, hai người đừng nói gì nữa hết á. Tạm thời cô cứ ở lại đây đi, để anh Vinh chăm sóc cho cô. Vợ. Ừ, là chị nói đó nha. Là tôi cũng chỉ vì đứa bé thôi, nó không có tội. Nhưng mà sau khi mọi chuyện xong xuôi hết cả rồi thì hai người cút ra khỏi nhà tôi. Vợ ơi, anh đừng có đi ra tôi. Đầy đủ hết rồi đó, cô ăn đi. Sao cá nguội ngắt vậy chị? Nghe mùi tanh của em ăn không có nổi đâu. Thôi chị đem chị hâm lại giùm tôi đi. Cô, nãy lúc mà tôi mới nấu xong còn nóng hổi á, kêu xuống ăn á thì không xuống, một hai nằm ở trên giường, rồi bây giờ chê lạnh là sao?
Thì em có thai mà chị, em ngủ nhiều một xíu. À mà quên, chị đâu có hiểu được cảm giác này đúng không?